cán bộ đảng viên và người dân trên mọi miền đất nước đều bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, một tổng tư lệnh của lòng dân. Sinh thời ở cương vị nào, Tổng Bí thư cũng luôn dành sự quan tâm, dành nhiều tình cảm với người dân cả nước nói chung, trong đó có Bình Dương. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2013, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư đã có hai lần đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Mỗi lần về thăm và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều quan tâm, dành nhiều tình cảm cho cán bộ đảng viên và nhân dân Bình Dương. Đến thăm làm việc tại tỉnh Bình Dương vào tháng 4 năm 2013, Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả mà Bình Dương đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Phải nói là Bình Dương của chúng ta đã có một cái quá trình phát triển, thực hiện cái sự nghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa rất nhanh so với mặt bằng chung và so với một số tỉnh trong khu vực. Từ một cái tỉnh cơ sở hạ tầng yếu kém, điểm xuất phát thấp, nhưng mà nhờ biết khai thác cái lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của mình, cái vị trí địa lý, cái tài nguyên đất đai, và nhất là phát huy cái nhân tố con người, mà chỉ sau 15 năm sau khi các đồng chí tái lập tỉnh, tách ra từ sông Bé, đã có một bước phát triển rất tốt về kinh tế, đặc biệt là theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa. Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư lưu ý, Bình Dương phát triển nhanh nhưng phải bền vững, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, kết hợp với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lưu ý thêm các đồng chí, cái điểm rất là then chốt và quan trọng là chúng ta phát triển nhanh nhưng mà cố gắng đừng xa vào phát triển nóng, mà nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. Đây là một tư tưởng rất lớn của Đại hội 11. Nhanh nhưng mà chắc chắn, mình đi sau là nước đi sau, rút kinh nghiệm ở các cái nơi khác, như bản thân mình cũng như là học tập kinh nghiệm nước ngoài, đặc biệt là với Singapore, thì cố gắng theo hướng phát triển bền vững. Thứ hai là vấn đề áp lực lớn do cái tăng dân số cơ học. Thế thì từ đây nó sẽ đặt ra nhiều vấn đề về quản lý dân cư, rồi quản lý xã hội, vấn đề trật tự, vấn đề môi trường, vân vân. Thứ ba, nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, phải chú ý nhiều hơn nữa cái đào tạo nguồn nhân lực. Cái thứ tư là hết sức chú ý vấn đề liên kết vùng. Vì chúng ta đặt mình trong cái tổng thể vùng này, ta mới có thể phát triển được. Vừa qua đã biết tận dụng cái lợi thế, phát huy những cái điều kiện thuận lợi, thì cũng phải tăng cường hơn nữa cái liên kết vùng. Vì ta nằm trong cái vùng kinh tế trọng điểm ở Đông Nam Bộ. Khẳng định xây dựng đảng là then chốt, thì công tác cán bộ là chốt của then chốt. Tổng Bí thư đề nghị Bình Dương tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng và trong thời gian tới tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 một cách đồng bộ, kiên quyết, kiên trì, liên tục, thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở. Xung quanh công tác xây dựng đảng và đặc biệt là thực hiện nghị quyết Trung ương 4, ta thực hiện đúng theo yêu cầu nghị quyết Trung ương 4, vừa rồi mới chỉ là một bước, mà mới chỉ là một việc. Chứ còn Trung ương 4 không phải chỉ có kiểm điểm phê bình, tự phê bình. Nó nhiều nhóm giải pháp, 4 nhóm giải pháp. Và trong các nhóm giải pháp ấy thì phê bình, tự phê bình mới là khâu mở đầu thôi. Mới là đánh thức, là cảnh báo, là răn đe, là ngăn chặn. Chứ còn nhiều việc phải làm lắm. Cho nên là không được buông lơi. Tiếp tục kiểm tra các cấp ở bên dưới làm. Phải làm đồng bộ, kiên quyết, kiên trì, liên tục, đưa vào thường xuyên. Thì trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái nghị quyết của Đảng thì tiếp tục điều chỉnh, phát huy cái mặt tốt, khắc phục ngay những mặt yếu kém đi. Để Bình Dương phải phát huy cái truyền thống anh hùng. Đã đoàn kết rồi, đã làm tốt rồi, sẽ đoàn kết làm tốt hơn nữa. Đã có triển vọng phát triển rồi, thì làm cái triển vọng ngày càng trở thành cái hiện thực nó tốt hơn.
tất cả chỉ đạo, chia sẻ, lưu ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ và nhân dân Bình Dương đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh nỗ lực trở thành hiện thực, để lại tình cảm yêu thương, biết ơn sâu sắc trong lòng nhân dân.